Cho mình xin chào tất cả cô chú anh chị và các bạn toàn thể anh em bay chim đêm luôn nha. Để tiếp tục ngày mới nữa anh em ơi. Hôm nay mình ra mình cũng đi đặt máy rẻ rồi, mình lên đặt máy rẻ rồi. Thì chủ yếu có con rẻ thôi chứ mấy con kia chứ. Trời đang trăng nó không biết còn gì để đâu anh em ơi. Nhờ vô con rẻ. Anh em nào có đánh rẻ phai rẻ đó anh em kết bạn Zalo anh em. Kết bạn Zalo mình cho tiếng rẻ nha. Rẻ thì nói chung tiếng rẻ thì mình cho được nha anh em. Tiếng rẻ nó không đáng giá gì bao nhiêu anh em ạ. Anh em nào đánh có gì đó comment cho mình biết với nghe. Anh em nào có cần, nói chung thì mình không có hay ho gì đó anh em ơi. Nhưng mà anh em nào cần biết cái gì thì mình có kinh nghiệm bao nhiêu thì mình chia sẻ hết cho anh em nghe. Mùa này là mình đã ra làm clip để mục đích là chia sẻ kinh nghiệm cho anh em. Mà đánh rẻ thì nói chung đánh được trời trăng thì mình đánh được suốt đêm anh em. Còn trời mà không có trăng á thì mình đánh đầu hôm bữa sáng sớm anh em. Đầu hôm thì mình ra mình đặt cỡ 4:30 5 giờ mình đặt máy. Mình hát mấy tới 7 8 giờ đó mình đi thăm cái rồi mình tắt máy anh em. Sáng thì cỡ 4 giờ á. 4 giờ là mình dậy mình đi mở máy tiếp. Tới 6 giờ mình tắt máy mình gỡ chim mình về đó nè. Rồi hẹn anh em lại video tối nay nha. Giờ mình đi đặt máy câu cuốc nữa nè. Bữa nay gió phay phay mát nè. Để coi câu cuốc có đi không chứ đêm hôm. Quá trời giông mà sấm sét anh em ơi, sấm sét đùng đùng ở trong. Rồi hẹn anh em lại video tối nay nha. Rồi mới đâm được hai em câu cuốc anh em ơi. Hai con đâm chỗ luôn hả? Hả? Ủa, hàng chi đâm ngay tiếng chuông mạnh. Không rọi xuống dưới thôi có không con? Hai em chỗ luôn anh em. Rồi. Rồi có gì thì bảo gì quay tiếp anh em xem nha. Rồi thăm lưới trẻ anh em ơi. Lưới nãy nó vòng nó dướng luôn. Quá trời. Chiều vòng quá vòng anh em ơi. Vòng quá giờ này mình mới đi thăm. Đây dính hai con này nè. Dính nó nằm dưới đất luôn nè. Hai con chỗ nằm dưới đất luôn nè. Mưa thời tiết nó giông gió quá, chìm nó cũng nín nó không đi nhiều anh em ơi. Này sao thấy đi lát đát mấy con rồi nè. Qua dòng lưới nó xếp lưới lại trần rồi nè. Tại bên này không dính con nào luôn em. Dính kia được 3 bốn con bên đó rồi. Đó, anh em thấy trời chớp không? Chớp trắng dở rồi. Đó, trước này vừa phùng phùng anh em. Rồi.
có thành quả gì cho anh quay tiếp cho anh em xem nha. Rồi sáng rồi anh em ơi, sáng giờ anh em mình đi thăm bãi rẽ nó cuốn đồ gì anh em. Anh em mình đánh bữa nay nó trầm nghỉ 15 nghỉ ngày anh em ơi. Thành quả bữa nay cũng tạm tạm anh em ơi. Cũng đều đều như ngày hôm qua chứ không có nhiều. Chín con là sắp lứ luôn. Sắp diện luôn. Chín đang còn này anh em ơi. Còn một, lại có con một rồi. Chín đây hai con nữa nè anh em ơi. Con thì xa nè, chín còn thằng sau đó. Rồi tổng cộng 4 con rồi đó. Lưới sáng này nó dùng nó sụ sao mà nó sụ ác trời. Rồi kết thúc video chỗ đây, chúc mình lên bắt thành quả cho anh, quay thành quả cho anh em xem nha. Anh em ơi, lên tới bãi này nè. Thành quả là đêm nay nè anh em ơi. Tối nay cũng tạm tạm cả được 33 con anh. Đêm qua 31 rồi đêm nay được 33. Có đêm đầu tiên. Đêm đầu tiên là được 50 con. Hai đêm nay đều đều lại rồi anh em. Đêm ba mấy. Rồi, cho anh xin kết thúc video tại chỗ này anh em. Còn ngày mai 15 đó mình nghỉ ngày anh em. Rồi ngày nay 15 nè, ngày nay chiều nay mình không có đi nè, ngày 16, 17 vậy đó mình ra. Rồi hẹn anh em lại video lần sau nha.